Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái công trình, đó là cái con đường vành đai 2 này quý vị. Con đường vành đai 2 với kết nối với nút giao thông Ngọc Hội của Khánh Hòa này quý vị. Nút giao thông Ngọc Hội là cầu vượt Ngọc Hiệp băng qua đường 23 tháng 10 á. Quý vị thấy đây là tôi đang quay cái đoạn đi hướng đi về phía Bình Tân này quý vị. Đó, đây là đường vành đai 2. Nó đi ngang qua khu đô thị Phước Hải rồi nè, và dọc cái con sông Quán Trường này, nó đi cái con đường này là nó đi dọc con sông Quán Trường này. Quý vị thấy công trình đang thi công đó, đang đổ đất rồi, đã làm được một bộ bên làn đường rồi, vỉa hè lát rồi nè, rồi đã đổ được một làn rồi, còn làn bên kia chưa đổ, đang đổ đất, đổ nhựa một làn. Quý vị thấy nó đổ ở đây, quý vị coi cái con đường vành đai 2 này nó kéo dọc xuống tới cầu Bình Tân lận đó quý vị. Đó là cái con đường sau này nói đi Bình Tân nữa rất là tiện lợi luôn, dọc sông Quán Trường. Quý vị thấy đây dọc sông Quán Trường này. Còn lộn phía trên kia là đi cái còn cái hướng này là đi lên phía trên cái lên khu đô thị Lê Hồng Phong nữa quý vị, đến khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, đi thẳng đây là sẽ lên 23/10 rồi quý vị. Đó, cắt ngang đường Võ Nguyên Giáp rồi, là cái hướng nó sẽ tiếp giáp với cái nút giao thông Ngọc Hội, cầu vượt Ngọc Hiệp và nút giao thông Ngọc Hội. Thì bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng lên hướng trên đó thử nha quý vị. Đoạn dưới này người ta họ chặn rồi, chặn cái chỗ đây lại rồi. Đó, đường vành đai 2 quý vị. Mình dạo một vòng nữa. Vỉa hè lát hết rồi nè, chưa trồng cây thôi. Lát vỉa hè bên mé sông Quán Trường rồi, làng bên đây chưa nè, làng đường mấy đây chưa làm. Sau này mấy cái nhà ở chỗ này ngon ha, mặt tiền đường, con đường rất đẹp luôn. Đó, cái làng bên đây là người ta đổ nhựa hết rồi nè. Thì quý vị biết là cái dự án nút giao thông Ngọc Hội nằm tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với đường 23 tháng 10. Nó thuộc xã Vĩnh Hiệp và phường Ngọc Hiệp của thành phố Nha Trang đó quý vị. Thì tổng mức đầu tư cái dự án mà nút giao thông Ngọc Hội này là khoảng 1.241 tỷ quý vị. Diện tích đất dự án khoảng là 6 hecta. Nhà nước sẽ hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng một phần tiền sử dụng đất từ dự án của khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch Nha Trang. Tổng cái diện tích mà giao cho nhà đầu tư từ cái dự án nút giao thông Ngọc Hội này á là 5,49 hecta. Tổng giá trị sử dụng đất tạm tính là 1.215 tỷ đồng. Đó, nãy giờ là thông tin của cái dự án nút giao thông Ngọc Hội quý vị, là tôi đang chạy theo cái hướng này là chuẩn bị lên nút giao thông Ngọc Hội này. Đó, chỗ này có một cái cầu vượt nữa. Thì con đường này nó rất là đẹp á, nó đi dọc cái con sông Quán Trường này quý vị, rất là mát mẻ và thoáng. Mai mốt mà nó trồng cây cái dọc cái vỉa hè mà bên mé sông Quán Trường này là cái con sông này là đẹp nhất luôn, rất là tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là nó là dự án này rất đẹp á. Rồi quý vị cứ tự tưởng tượng mà dọc bên cái vỉa hè mà của bên sông Quán Trường này, đó dọc bên vỉa hè đây mình cây cối mà lên cao hết nữa thì cái chỗ này mình nó đẹp cỡ nào, vừa có cây vừa có nước, rất đẹp. Thì cái dự án mà đường vành đai 2 á là nó qua địa phận tới 6 xã là quý vị.
nó bao gồm là qua cái xã Phước Long này, xã Phước Hải này, xã Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa. Dự án này rất là dữ, và dự án có cái diện tích là 47,17 hectare. Tổng vốn đầu tư của cái dự án này là khoảng 1.119 tỷ. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 11,2 km. Đó quý vị, cái con đường vành đai 2 này quý vị, là nó có tổng chiều dài là 11,2 km quý vị. Có cái điểm đầu là giao với là đại lộ của Nguyễn Tất Thành. Đó là nó kéo hướng từ dưới Bình Tân đi lên đó quý vị. Đó, cách cầu Bình Tân là khoảng hơn 90 m về phía bắc. Điểm cuối là giao với quốc lộ 1C và đối diện với cái trung tâm đăng kiểm của xe cơ giới của tỉnh. Tôi đang đi ở trên cái đoạn đường này là nó nằm đoạn giữa thôi. Cái vị này, cái đoạn này là chẳng qua là cái đoạn giữa một xíu của đoạn giữa thuộc khu đô thị Phước Hải rồi, gần chỗ cắt ngang gần chỗ sông Quảng Trường này, cắt ngang đường Quảng Nguyên Giáp rồi quý vị. Tôi chỉ đi một đoạn giữa này thôi. Cái dự án của nó, cái đường vành đai này á, đấy, đây bên mé bên kia của cái cầu Quán Trường rồi đấy quý vị, dọc sông Quán Trường này. Ở từ xa kia là quý vị thấy công trình người ta đang làm, đó là cái nút giao thông Ngọc Hội á, nút giao thông Ngọc Hội. Dự án này là nó nhằm giải quyết cái việc quá tải của cái đường hầm Hoàng Tư quý vị. Đó, con đường Hoàng Tư và con đường Trần Quý Cáp và đường Lê Hồng Phong của thành phố Nha Trang ấy, ngay chỗ Mão Vòng nữa, là thử cái lượng xe là nó về rất là nhiều, là nó dẫn đến là hay bị ùn tắc giao thông. Và cái chỗ đi qua cái đường sắt ngay chỗ đường Lê Hồng Phong nữa, nó rất là gây giao thông rất là lộn xộn, cho nên là cái con đường này là nó giải quyết được hết tất cả luôn. Đó, nó giải quyết được cái việc quá tải của đường 23 tháng của đường 24 này, đường Trần Quý Cáp. Đồng thời là nó cũng giải quyết luôn được cái việc mà nó làm một cái cầu vượt đó quý vị, là cầu vượt Ngọc Hiệp, là cái chỗ này là nút giao thông Ngọc Hội, là nó sẽ băng qua cái đường 23/10 chỗ đường ray xe lửa, là nó giải quyết được tình trạng mà đứng chờ xe lửa luôn. Đó, xe lửa sẽ đi xuống dưới cầu vượt và xe đường bộ sẽ đi lên trên, cho nên nó đã giải quyết được cái việc mà đứng chờ xe lửa là gây ách tắc giao thông luôn, và giải quyết được cái việc quá tải của các cái con đường An Tư ở đường cửa ngõ ở phía bắc vào trung tâm thành phố luôn. Đó, rất là dự án này rất là hay. Đó, vị thấy từ xa là cái nút giao thông Ngọc Hội rồi, cầu vượt Ngọc Hiệp. Đó, từ chỗ đó là từ xa đó quý vị thấy là khu đô thị Lên, khu đô thị Bến Điểm Trung rồi đó. Phía mé bên tay phải quý vị, đây là khu đô thị Lê Hồng Phong này, khu đô thị Lê Hồng Phong 2 đó. Còn thẳng đầu kia là ngay chỗ cái cầu vượt người ta đang làm kìa, cái nút giao thông Ngọc Hội này, là đường Lê Hồng Phong, đường khu đô thị Bến Điểm Trung, nó trên đường 23 tháng 10 á, nó sẽ nối ra đường 23 tháng 10. Nhà máy xây đá người ta đang làm đó quý vị. Hồi bữa trước tôi cũng có quay một cái video
về cái nút giao thông Ngọc Hội cho quý vị xem rồi. Mình có quay một video, quý vị có thể xem cái video ở đợt trước đó quý vị, là có quay cái cảnh đang làm cái cầu vượt á, cái nút giao thông Ngọc Hội ấy quý vị. Đó, chỗ này chẳng qua là cái đuôi thôi. Cái đuôi nó sẽ đi từ đường 23 tháng 10, nó sẽ đi qua ra cái con đường này, đường vành đai 2 này. Ở chỗ đó là cái cầu vượt nút giao thông Ngọc Hội đó quý vị. Chạy một xíu nữa là quý vị thấy Pepsi á, ra Pepsi là ngay chỗ đường 23 tháng 10 á, quý vị Nguyễn Đình Chung cũng đang làm, đang thi công đó. Bên đây khu thị Lê Hồng Phong, bên đây khu thị Nguyễn Đình Chung. Mai mốt này sẽ có con đường đi thông qua từ khu thị Lê Hồng Phong qua Vĩnh Niệm Trung ra đường 30 rất là tiện luôn. Và cái vòng xoay, cái cầu vượt Ngọc Hiệp là nằm chỗ bên đường 23 tháng 10 luôn. Đó, vì đây thấy sông Quang Trường này, sông Quang Trường này. Đó, con đường vành đai này nó đi dọc sông Quang Trường luôn. Đó, nó đi dọc, dọc thẳng từ đây. Từ đây là đoạn gần, cũng gần đường 30 rồi vậy, ngay dọc cái đuôi của nút giao thông Ngọc Hội luôn nè, là nó sẽ đi thẳng đây đó, qua cắt ngang đi qua dọc theo cái khu đô thị Phước Hải và cái đi cắt ngang qua cái đường Võ Nguyên Giáp này quý vị, kia Võ Nguyên Giáp này đó, và đâm thẳng tuốt tuốt qua đây là xuống xuống tới Bình Tân luôn. Đó, xuống tới đường Nguyễn Tất Thành ở dưới khu dưới Bình Tân luôn, rất là dài và nó kéo thẳng từ đây, từ dưới đó là cái đoạn cái đường Bình Đại 2 này, là nó kéo từ cái đường Nguyễn Tất Thành đó.